xe của tôi gọi trước cơ mà. Tôi đang vội, có xe khác nhá. Anh ơi đi đi anh. Này, cô nghĩ 100 nghìn của cô là to đấy à? Từng đấy đủ chưa? Này, cô không tin ý. Cô ăn thử mà xem, như này ai mà nuốt nổi. Cô thôi đi, làm gì thì vừa phải thôi. Cô đi em. Em sẽ trả tiền nó xong nhưng mà đi bán khác. Nhược gì anh phải trả tiền. Làm nốt hợp đồng này rồi anh đưa đi ăn nhá. Anh định cho em ăn gì đấy? Bí mật. Đảm bảo là ngon luôn. Anh nhớ ấy á. Thôi anh làm đi. Em bất ngờ chưa? Đây á là quả bún cá ngon nhất nhì Hà Nội luôn. Bất ngờ? Ê ơi, anh cho em ăn quán bình dân này á? Thì có làm sao đâu em, anh vẫn ở đây suốt mà. Anh mới làm sao đấy? Đường đường là giám đốc một công ty, thế mà lại đưa người yêu đi ăn cái quán bình dân lụp sụp này. Em lại nghĩ linh tinh rồi. Thôi, mau ngồi nghỉ đi, xong anh gọi đồ ăn ra nhá. Đảm bảo ăn xong em phải khác biệt luôn. Chị ơi, cho em hai bún cá đầy đủ nhá. Thì anh ngồi đi. Em mời anh chị ạ. Cảm ơn nhé. Phục vụ quán bình dân là cũng có tiền đi taxi à? Không. Tưởng ai? Bạn là nhân viên mới ạ. Mà em quay mặt đi à? Dạ, cũng quen sơ sơ. Thôi, em ăn đi. Eo ơi, cái này mà anh bảo ngon được á? Đúng là cửa hàng bình dân nên chất lượng cũng bình dân. Kìa em nói gì thế? Thì anh đưa em đi ăn cái khác nhá. Em nói sai à? Anh nhìn mà xem. Trông như này ai mà ăn được. Đi. Anh chị vui lòng anh có tiền giúp em á. À vâng. Cô bị làm sao đấy? Chúng tôi đã được miếng nào đâu bảo chúng tôi thanh toán tiền. Mọi người ở đây đều ăn rất bình thường. Cô cố ý muốn gây chuyện đúng không?
Này, cô không tin ý. Cô ăn thử mà xem. Như này, ai mà nuốt nổi. Cô thôi đi, làm gì thì vừa phải thôi. Thôi đi em. Em sẽ trả tiền nó xong nhưng mà như bạn khác. Nhược gì anh phải trả tiền. Này, để tôi nói cho cô biết nhá. Tôi chính là thư ký của công ty BB Media. Nếu mà thích ý, tôi có thể mua lại quán này cho khuất mốt. Còn đây ý, là giám đốc của công ty đó. Và cũng chính là người yêu tôi. Cái loại nghèo hèn như cô ấy, chắc là cũng ước mơ được bước chân vào công ty đấy nhở. Hóa ra là BB Media. Vậy thì đây có khi là anh Hoàng. Ồ, sao cô gọi biết tên tôi? Giới thiệu với hai anh chị, tôi là Nguyễn Hoàng Phương Linh. Chị Linh à? Anh biết cô ta à? Đây là chủ tịch của công ty đấy. Mong chị thứ lỗi ạ. Em mới nhậm chức nên là chưa có nhiều cơ hội gặp chị. Vì công việc cho nên là tôi cũng chưa có thời gian để gặp hai người. Nhưng mà chắc tôi cũng không có ý định gặp lại hai người đâu. Chị nói gì vậy ạ? Mình còn nhiều cơ hội mà chị. Thế thì từ mai hai người khỏi phải đi làm cho tôi nhá. Tập đoàn của tôi không thể chứa chấp hai con người không có nhân cách như hai anh chị được. Chị... À quên. Đây là 200.000. Ban nãy cô ném cho tôi. 200.000 này không đủ mua nhân cách của cô. Không giả được tiền hai mắt bún đấy. Ok chị. Chị à. Chị ơi. Tất cả giải cô ngay. Hoàng đi.